Bây giờ anh nói thực sự với em này này. Để xem đến ngày 30 tháng 4 này, bắt đầu từ ngày 25 tháng 4 là bắt đầu cái hội của Benny Trương, David Né. Đó. Và một số những cái thành phần dân chủ của trong nước là nó hô hào có một cái chiến dịch bất tuân dân sự. Thế mà chúng nó nói là bất tuân dân sự là cái gì? À, chúng nói là học tập hiến pháp, thuộc hiến pháp, đi ra đường xuống đường mặc áo trắng áo đen để biểu tình bất tuân dân sự bằng cách là giảm chi tiêu, giảm chi tiêu để cho để chế độ cộng sản này để đập sập nền kinh tế của cộng sản. Nó một cái sự nó vô lý, một cái sự nó mơ tưởng và ngông cuồng đến tột độ. Toàn những cái thành phần ba que ở nước ngoài tự thủ dâm lẫn nhau. Hình như sáng nay thì anh thấy có anh với cả chỗ Bình Dương vào phản biện cho đấy, nhưng mà đòi lên nó không 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 cho lên. Nào con đường đấu tranh dân chủ Việt Nam, bán đất bán biển cho tàu cộng các thứ, nhưng mà nói thì nói thế thôi chứ bọn nó nói một lần thì không có người nghe, nhưng trăm lần nghìn lần thì cũng có một vài người nghe. Thế thì anh em mình hiện nay đi, anh chỉ rất muốn là các anh em cùng chung mục đích chống phản động. Đấy, thì chúng ta nên hạn chế bớt cái tôi đi. Đấy, để vì cái mục đích chung thôi. Chứ ai cũng vì cái tôi lớn như thế này thì cũng khó khó mà hoạt động được, khó mà chúng ta mà tìm được tiếng nói chung để mà chung tay chống kẻ thù. Những cái chuyện mà lớn lao ấy, nói thật với anh chị em này, cái chuyện lớn lao như là cái chuyện bỏ chữ ngụy quân ngụy quyền trong sách lịch sử cái đấy thì mình cứ để cho nhà nước họ lo. Thực ra nhà nước, những các đồng chí ở trên bộ chính trị, trên trung ương đảng này, các cụ ấy cũng là non anh em mình nhiều. Thế chúng ta làm là một việc nhỏ bé gì chúng ta làm, là ví dụ như chúng ta chống được để xuyên tạc kẻ thù trên cộng đồng mạng, chúng ta chấn áp những cái thành phần dân chủ của trong nước mà có ý đồ lật đổ chế độ, có ý đồ mà gây bạo loạn trong cái xã hội Việt Nam chúng ta hiện nay. Mà chúng ta nhìn thấy hiện nay cái trước mắt đấy, như là chúng ta bảo theo Mỹ này hay theo tàu, chúng ta không thể theo thằng nào rồi. Việt Nam phải là Việt Nam, cô Thái Cầu Nhiên phải là cô Thái Cầu Nhiên, cô Thái Cầu Nhiên không thể là anh Đinh Tăng được, đúng không? Mỗi một thể chế chính trị, mỗi một đất nước có một đường lối chính trị riêng và phát triển kinh tế riêng. Thằng Mỹ thì nó lúc nào nó cũng chỉ là dương lên những cái luận điệu của nó, nào là thế nọ thế kia, là tự do là dân chủ, nhưng bản thân nó không để cho người dân nước khác tự do. Thế bằng chứng vừa rồi đấy, nó lại cũng là nuôi dưỡng thành phần IS, nó đánh Syria. Nó muốn đánh Syria thì nó lại vui vin cho Syria một cái là tàng trữ và sử dụng vũ khí hóa học. Cũng như ngày xưa ấy, nó đánh Iraq, đến khi nó đánh Iraq xong lật đổ chế độ Saddam Hussein thì lại không tìm đâu được cái vũ khí hóa học. Còn chứng là nó chỉ lấy cái lợi ích của nó thôi, là muốn chiếm cái mảnh đất Trung Đông, dầu dầu mỏ thế thôi. Chứ nó không vì đất nước nọ, vì đất nước kia mà chúng ta không thể nào chúng ta theo tất cả chúng nó được. Việt Nam phải là Việt Nam, với cái thể chế trị Việt Nam như thế nào để anh em mới biết. Cái bè lũ phản động trong nước với nước ngoài chúng nó cứ tuyên truyền rồi là nói xấu chế độ, nói xấu nước Việt Nam, nhìn 90 triệu dân Việt Nam, để chúng ta ở trong nước chúng ta biết được cuộc sống chúng ta như thế nào. Chứ bây giờ mà cứ lên mạng mà chúng ta, anh thấy là đợt rồi anh em cờ đỏ rồi là cờ đen cứ muốn là lên mạng. Anh mà biết em nay đến nhà Trần Phước thì anh cũng 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 khuyên em thôi, cũng đừng đi nữa, mình cũng đừng nên gây thù chuốc oán với ai làm gì nhiều. Ai Em coi á, em nói anh nghe nè, cho em cắt ngang nè. Ngày hôm qua cái livestream của Trọng Nghĩa á, là em xin lên. Rồi á, ở dưới nó bình luận á, nó nói là cô Thái Ngọc Nhiên tôi không có xúc phạm cô thì yêu cầu cô đừng có lên xúc phạm tôi. Thấy nó dưới nó xin mình à, tôi xin cô đừng có xúc phạm tôi. Thì thôi nó xin vậy thì thôi em cũng không lên livestream nữa, cô không có lên live chửi nó. Tối lại nó livestream nó chửi em, nó nói là 10 ngày nữa nó đi kiện em, đi xuống nhà nó kiện em.
anh coi nó sẽ nó dẫn rồi quân xuống thì tìm em rồi giả miệng em gì tùm tâm hết trơn. Em có bức xúc hồi hôm em mới lên livestream em chửi nó, đàn ông mà nó nói như vậy đó hỏi anh tức không, em chấp nhận em lôi anh em lại từ một clip mấy anh em thì đó cứ ảnh xúc phạm nó xúc phạm ai nó xúc phạm mấy anh em chửi nó rồi gì đó em lên anh bên nó em kéo cái nói ra lại nó hứa với em là nó không vô với HK, nó vô với HK là chuyện của nó nhưng mà nó đừng có xúc phạm cái chuyện kinh nào là kinh đúng không anh Nghĩa, rồi cái chuyện kinh ở đây em không nói là chuyện kinh mà yêu cầu đi đâu nó là đi không có quan trọng mà yêu cầu những người mà có tiếng nói từng nói là cờ đỏ đừng bao giờ xúc phạm cựu chiến binh rồi xúc phạm những anh em có tiếng nói là em không bao giờ nói tại vì thằng Phước này nó chưa có nó đụng chạm tới em tại nó xúc phạm nó nói là giặc đỏ cờ đỏ chửi cựu chiến binh em tức em bức xúc em mới lên em chửi nó thôi chứ ngoài ra em cũng không có chửi nó cái chuyện gì hết. Mà những cựu chiến binh này là xúc phạm là dưới thằng Nghĩa mà chơi ăn mà nó lên cái bên người ta chửi cựu chiến binh em thật sự là em rất là bức xúc chuyện đó. Thực ra là nhiều cái mình cũng bức xúc, mà anh bức xúc những cái vấn đề trên mạng ấy thì tốt nhất ấy, làm muốn làm chính trị thì mình phải có cái trái tim nóng, cái đầu lạnh, đầu phải lạnh tanh đi chứ đừng chấp ở nhau từng câu nói một. Trong những lúc anh em mình nói chuyện trực tiếp như này có những cái điều mà cũng có thể là anh nói sai mà có thể em nói sai đấy. Do vậy là chúng ta đều phải tự kiềm chế bản thân mình. Thế còn về chính trị trong nước thì anh nói thực sự với em như thế này này. Lâu nay trên trang cộng đồng mạng chúng ta chia làm hai phe. Cùng trong cái nhóm cờ đỏ chia hai phe, một hai phe là ủng hộ bộ xử mà một phe phản đối bộ xử, đúng không? Đấy. Lịch sử thì nó phải là lịch sử. Chứ mình không thể viết khác được. Lịch sử là viết được viết nên những cái gì nó thực tế nó diễn ra trong một quá trình phát triển của đất nước. Anh nói ví dụ ngày xưa ấy cái thời nhà Mạc, mặc dù lúc bấy giờ gia đình họ nhà nhà Lê, cái triều đình nhà Lê cũng thối nát và cũng đi xuống thì nhà Mạc cũng đứng lên để mà tiếm quyền của vua Lê. Thế nhưng mà lúc bây giờ nếu mà nói theo từ bây giờ thì nó cũng là ngụy em ạ, cũng là ngụy, cũng là ngụy. Và cái thứ hai ấy là cái triều đình nhà Nguyễn trong suốt quá trình lịch sử chúng ta cũng Anh Nghĩa hồi nãy anh nói á, thì bây giờ em mới nhắc là anh nói vậy em mới nhắc anh nhớ nè. Ở đây em có phản đối bộ sự đúng rồi, và con ở trong miền Nam không có phải phản đối bộ sự. đúng rồi. Mà người ta phản đối là phải viết cho đúng lịch sử, phải viết đúng cái từ Ngụy Quân, Ngụy Quyền chứ viết vào lịch sử mà bỏ từ Ngụy Ngụy Quân, Ngụy Quyền là sai. Tại vì trong cái tập sử đó là tập 13, tập 14 gì đó là không có cái chữ Ngụy Quân, Ngụy Quyền. Thế này Mà nhá, con bây nó giờ anh em chỉ nói chuyện, anh chỉ nói chuyện với em này thôi. Ngụy ấy thì muôn đời vẫn là ngụy, đúng không em? Là anh nói ngụy. Thế nhưng mà phải hiểu đúng được cái từ ngụy quân hay ngụy quyền nó như thế nào. Người ta không viết là chế độ ngụy quân ở ngụy quyền Sài Gòn. Nhưng trong cái toàn bộ cái quyển lịch sử đó và cái giai đoạn đó, giai đoạn 45 năm 54 75 đấy, người ta lột tả được toàn bộ cái hành vi sai trái. Khi người ta đọc cái những dòng sử đó thì người ta nghĩ ngay đến cái chế độ đấy là chế độ ngụy quân, ngụy quyền. Ví dụ như em chẳng hạn, anh nói ví dụ anh em mình nói chuyện, anh nó nói chuyện đấy chứ, chứ anh cũng không ủng hộ mà anh không phản đối bộ sử, nhưng anh em ở đây chỉ là để phân tích, để phân tích được, phân tích một chút, cũng có thể anh sai, cũng có thể anh sai. Nhưng em ta có thể sai về bất đồng về quan điểm, bất đồng quan điểm nhé. Nhưng mà anh và em gái anh không thể bất hòa được, phải không em? Không thể bất hòa với nhau được. Có thể anh sai thì anh sẽ phải nhìn lại mình, phải nghĩ lại mình. Ví dụ, nhưng một thằng nó tên là Nguyễn Văn A, đúng không? Rõ ràng nó sinh ra con người là phải có tên, nó là Nguyễn Văn A. Nó đi ăn cắp gà chẳng hạn. Thì khi ra tòa án xử xử như thế nào em? Hay là đổi tên nó thằng Nguyễn Văn A thành thằng ăn cắp gà, đúng không? Đương nhiên ngày xưa từ năm 1954 đến năm 1975 chế độ
của Ngô Đình Diệm, của Nguyễn Văn Thiệu nói chung là chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Đó, nó chế độ Cộng Hòa. Nhưng cái chế độ đấy nó làm như thế nào thì trong lịch sử nó viết rất rõ, rất rõ. Chứ anh nói vì như cái chế độ, cái triều đình của nhà Nguyễn ấy, Nguyễn đánh rõ ràng đưa quân Xiêm vào để mà cõng rắn cắn cả nhà. Nhưng trong tất cả những cái bài về nói về triều đình nhà Nguyễn cũng không có một câu nào nói Nguyễn đánh cõng rắn cắn cả nhà. Nhưng khi người ta đọc lên, người ta biết rằng chế độ nhà Nguyễn là chế độ cõng rắn cắn cả nhà. Cái ngụy, từ ngụy quân hay ngụy quyền ấy, nó là từ Hán Việt em ạ, nó từ Hán Việt. Kể cả nếu như mình để chữ từ Hán Việt về sau này ấy, các con cháu của mình nó học, nó đọc lên đấy thì đúng không? Đơn giản như hỏi mẹ ơi, ngụy là gì? Ngụy là gì? Ngụy ấy nó chỉ là một cái tính từ em ạ, từ Hán Việt mà tính từ chỉ cái bản chất của cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa, chứ nó không nói lên một điều gì gọi là cái chế độ đấy cả. Chế độ nó rõ ràng, nó hiển nhiên đấy, và nó tồn tại đấy, đó là chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Và trong tất cả các sách sử từ ngày xưa anh học và đến bây giờ cũng thế thôi em ạ, đến bây giờ cũng đến bây giờ cũng thế đấy. Người ta gọi là chính quyền Sài Gòn và chính quyền Hà Nội, trong tất cả về những cái văn bản về ngoại giao như trong báo, báo chí ấy em ạ, báo chí có thể viết, có thể gọi nó là ngụy. Đấy. Nhưng bài văn ta có thể gọi nó là ngụy, nhưng đã ghi vào sách sử, đi vào sách đấy, thì chúng ta không thể gọi nó là chế độ ngụy quân Sài Gòn đấy. Con người là phải có tên mà, nó phải có tên. Em Thái là Ngọc Nhiên, là Thái Ngọc Nhiên đấy. Cho dù là em có đi làm cái gì chăng nữa thì em vẫn là Thái Ngọc Nhiên, đúng không em? Anh nói thật sự đấy. Ví dụ anh là lính tăng, có thể anh nào đi ăn cắp, ăn trộm, ăn cướp, giết người, nhưng khi ra tòa xử nó vẫn gọi đích thêm ông lính tăng ra, ông này ăn cắp gà, ông này ăn cắp chó, chứ nó không gọi ông, nó không bảo là nó không gọi tên ông lính tăng mà nó gọi ông này là ông ăn cắp. Dạ, đợi em tí anh Tư, anh Tư đợi em tí. Đợi cho anh Nghĩa nó xong cái anh Tư lên. Được rồi, nhưng mà anh nói nhé, bạn là Hoàng Hải Long, vậy là chính quyền Hà Nội, bạn nói thế là sinh thời đã nói dân tộc Việt Nam là một, nước Việt Nam là một, thì sông có thể cạn, núi chính quyền Hà Nội và kiếp chính quyền còn hội nghị hội nghị Geneva năm 1954 các bạn ạ. Đấy. Em chờ đi mà anh Vũ không có cho đi, anh Vũ chạy qua bển rồi. Anh em có em bé đó, rồi anh Vũ ghé nhà em thấy con nhỏ xíu, anh tắm rồi cái mặc đồ con em vô rồi kêu chở đi, ông cho em đi. Thế để nói mấy cái các bạn biết như thế này này. Khi nó mình học sử, mình học rõ ràng như thế này này. À, năm 1954 chúng ta chiến thắng quân thực dân Pháp đấy. Chúng ta chiến thắng thực dân Pháp bằng cái chiến dịch Điện Biên Phủ, buộc thực dân Pháp vào ngồi vào bàn hội nghị Geneva. Chúng ta phân chia chúng trong cái hội nghị Geneva đó thì phân chia vĩ tuyến 17 là vĩ tuyến, chúng ta nên nhớ là vĩ tuyến tạm thời để cho quân Pháp rút về phía trong, và đến năm 1962 đến năm 56 thì chúng ta sẽ tổng tuyển cử. Khi tổng tuyển cử ấy thì lúc bây giờ Mỹ đã có ý đồ hất cảng Pháp và thay chân Pháp tại chiến trường Đông Dương, đúng không? Và lập lên chế độ chính quyền Ngô Đình Diệm. Thế thì chúng ta biết là chính quyền Ngô Đình Diệm là chính quyền do nước ngoài dựng lên, đấy, do Mỹ dựng lên, đưa Diệm từ nước ngoài về. Còn chính quyền Hà Nội là chính quyền của nhân dân, đấy, vì dân và do dân. Chúng ta chính quyền Hà Nội là người đã đánh đuổi thực dân Pháp và đã khai sinh ra dân chủ Cộng hòa, và chúng ta tuyên ngôn độc lập vào ngày 2 tháng 9 năm 1945. Thế thì vậy gì chúng ta đánh Mỹ, chúng ta đánh Mỹ cơ mà, chúng ta có đánh đây, chúng ta đánh Mỹ
và chính Mỹ tiếp tay cho Ngô Đình Diệm phá vỡ hiệp định Geneva. Nó vẫn thể là chính quyền, chứ nó có chính quyền từ địa phương đến trung ương mà. Chúng ta phải vẫn phải gọi nó là cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Thế còn ngụy quân hay ngụy quyền chỉ làm cái tính từ, chỉ cái bản chất của cái chế độ đó mà thôi. Anh ấy không muốn nói đến bộ sử về cái vấn đề này nó lớn. Thôi thì anh cũng mại mạo muội thì cộng đồng mạng có gì thì cũng không nên đem đá. Còn nếu có thể tôi sai, đây là tôi hiểu với cái tính cách của tôi. Tôi hiểu theo tính cách của tôi. Còn các bạn hiểu thì các bạn, nên chúng ta cũng có thể tôi sai. Nếu tôi sai thì tôi sẵn sàng nhận lỗi, cái chuyện đó là đương nhiên, đúng không? Thế nhưng bây giờ theo anh nghĩ Minh Nhiên này, anh em mình ấy là nên tập trung vào cái phản biện cái bọn chống cộng ở nước ngoài, cái luận điệu xuyên tạc ở nước ngoài. Chúng ta cũng không nên mà có những cái mà đấu tố nhau ở trên về cái chuyện bất đồng quan điểm một chút thôi. Anh nói ví dụ hôm nay anh nói về bộ sử một chút này cũng có thể bất đồng với nhiều người, nhưng mong các bạn cũng hiểu, và chúng ta cũng có thể bất đồng nhưng không thể bất hòa được, không thể lên mạng để nô nhau chửi cái tên này chửi tên kia, hoặc là mạt sát nhau ở trên mạng này chỉ để tạo tổ cho cái bọn ba que và cái bọn chống cộng ở trong nước và nước ngoài, cái bọn dân chủ cuội nó cười cho thôi. Tao tiếp mày muốn vô nhà tao nghe mày nói tao nói rồi, tụi bay mày xúc phạm Bác Hồ là tao chặn. Đúng. Mày khỏi coi rồi xong. Đúng rồi. Tao chặn mày khỏi xem. Rồi em cảm ơn anh Nghĩa ủng hộ em cái diễn đàn em nha anh Nghĩa. Thôi thế đây xuống cho người khác lên đi nha. Dạ. Em cảm ơn em, anh chúc anh cuối tuần vui vẻ nha anh. Không, nhưng mà anh nói em này. Rồi em mở anh Tư lên, đừng đẩy cái bàn con. Đừng đẩy cái bàn, mẹ đang live stream.